Chiều mùng 9 tháng 11, huấn luyện viên Chu Dê nhận liên tiếp tin xét đánh, khẩn cấp thay đổi nhân sự ở đội tuyển Việt Nam. Trước buổi tập tối mùng 9 tháng 11, huấn luyện viên Philip Chu Dê của đội tuyển Việt Nam phải đối mặt với tình huống khẩn cấp khi nhận được tin tức không vui về nhân sự. Đội tuyển đang trong quá trình chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, nhưng liên tiếp gặp phải những vấn đề về sức khỏe của các cầu thủ. Thủ thành Đình Triệu, người đã chứng tỏ khả năng xuất sắc trong khung gỗ, là cái tên mới nhất trong danh sách chấn thương của đội tuyển. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng đã xác nhận rằng Đình Triệu không thể tham gia trận đấu với Sabat FC tại AFC Cup và khả năng anh kịp hồi phục cho các trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam vẫn là một dấu hỏi lớn. Để đối phó với tình hình này, huấn luyện viên Chu Dê đã nhanh chóng triệu tập thủ môn Phạm Văn Phong của câu lạc bộ Việt Theo lên đội tuyển nhằm thay thế cho Đình Triệu. Đây là một quyết định khẩn cấp, phản ánh sự linh hoạt và quyết đoán của vị huấn luyện viên người Pháp trong việc đối phó với những thay đổi không lường trước được. Tuy nhiên không chỉ có Đình Triệu mà huấn luyện viên Chu Dê còn phải đau đầu với tình trạng của Quế Ngọc Hải và Nguyễn Đình Bắc, hai trụ cột khác của đội tuyển. Cả hai đều chưa hoàn toàn hồi phục từ chấn thương và đã phải tập riêng trong những buổi tập gần đây. Thêm vào đó, đội tuyển Việt Nam cũng không có sự phục vụ của Đỗ Duy Mạnh và Đoàn Văn Hậu, hai gương mặt quen thuộc đã phải vắng mặt do chấn thương. Đỗ Duy Mạnh dù ban đầu được triệu tập nhưng đã gặp phải chấn thương ở bàn chân và phải nhường chỗ cho Bùi Tiến Dũng. Trong khi đó, đoàn văn hậu sẽ phải sang Singapore để điều trị chấn thương gót chân và dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu từ 3 đến 6 tháng. Những thay đổi đột ngột trong đội hình và những khó khăn về nhân sự chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chiến lược và kế hoạch của huấn luyện viên Chu Dê cho các trận đấu sắp tới. Điều quan trọng bây giờ là làm thế nào để ông và ban huấn luyện có thể nhanh chóng điều chỉnh và tìm ra phương án tối ưu nhất để đội tuyển Việt Nam có thể tiếp tục hành trình của mình tại vòng loại World Cup một cách suôn sẻ nhất. Đã qua 8 tháng làm việc với 4 đợt tập trung và 6 trận giao hữu quốc tế cùng các đối thủ có trình độ tăng dần từ thấp đến cao. Nhưng đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chu Dê vẫn chưa rõ ràng cả về lối chơi lẫn con người. Huấn luyện viên người Pháp từng hứa hẹn ở đợt tập trung tháng 11 này mới là đội tuyển Việt Nam tốt nhất. Tuy nhiên bản danh sách 32 cầu thủ được triệu tập lần này dường như cho thấy ông vẫn chưa thể định hình mà tiếp tục thử nghiệm cho dù nước đã đến chân. Trước hết thật không may, Quang Hải và Văn Hậu bị chấn thương. Đội trưởng Quế Ngọc Hải bị rách bắp chân ở trận giao hữu với Trung Quốc, dù vẫn có tên nhưng khả năng thi đấu còn bỏ ngỏ. Bên cạnh những cựu binh có mặt từ 3 đợt hội quân trước, huấn luyện viên Chu Dê gọi lại ba cầu thủ: Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Quyết và Phạm Xuân Mạnh. Tuy nhiên Hồng Duy vẫn không được đoái hoài, Công Phượng thì cũng không có cơ hội, dù các tiền đạo đều đang tịt ngòi ở V-League. Trung vệ Bùi Tiến Dũng lẽ ra bị ngoảnh mặt nếu Duy Mạnh không bị tai nạn xe máy nhưng gây tranh cãi nhất là trường hợp của Hồ Tấn Tài. Từng được gọi trong hai trận đầu cầm quân của huấn luyện viên Chuzer thắng Hồng Kông 1-0 và Palestine 2-0. Hậu vệ phải rất có duyên ghi bàn này, sau đó không còn có tên, dù đang chơi tốt trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội. 18 đội nhất nhì của 9 bảng sẽ giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết Asian Cup năm 2027, đồng thời bước vào vòng loại thứ ba, vòng loại cuối cùng quân cấp 2026 khu vực châu Á. Nếu lấy tuyên bố của ông Chuzer Tôi không có nghĩa vụ phải gọi cầu thủ vì tên tuổi, mà căn cứ trên phong độ hiện tại. Thì trường hợp hai tuyển thủ U23 Lê Văn Đô và Thanh Nhàn đang chơi rất kém cùng PVF Công an Nhân dân ở giải hạng nhất cũng gây tranh cãi. Về lối chơi, sau chuyến du đấu 3 trận toàn thua trong dịp FIFA Days tháng 10, đội tuyển Việt Nam bị thủng lưới tròn 10 bàn và không ghi được bàn nào. Huấn luyện viên Chu Dê đã nói những lời gan ruột, động viên các học trò phải giữ vững tinh thần. Nếu chỉ nhìn vào tỷ số, tôi biết các bạn sẽ khó nhận ra ở thời điểm này, chúng ta đã đạt được một số điểm tích cực nhất định. Khi đá với Palestine, đội tuyển Việt Nam thắng 2 không, nhưng tôi vẫn nhìn thấy những nỗi lo. Gặp Hàn Quốc, chúng ta thua 0-6, nhưng tôi đã nhìn thấy những điểm tích cực hơn. Đó là số lượng những đường truyền chính xác tăng lên, những quyết định triển khai bóng cũng nhanh hơn, khối đội hình di chuyển khi không có bóng cũng được cải thiện. Tôi hy vọng sau trận đấu với đối thủ lớn như Hàn Quốc, tự các bạn và bản thân tôi cũng có được những bài học cho riêng mình để chúng ta cùng nhau hoàn thiện hơn hướng tới mục tiêu vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11. Ở đợt tập trung quyết định này, Phù Thủy Trắng vẫn kiên định với lối chơi kiểm soát bóng nhưng yêu cầu chiến thuật cao hơn, đòi hỏi kỹ năng truyền, di chuyển với độ khó hơn và cường độ tập luyện cũng cao hơn. Với mục tiêu có ít nhất 4 điểm ở hai trận trước Philippines và Iraq, đội tuyển Việt Nam phải ra cố hàng thủ và mài sắc các miếng đánh. Tuy nhiên quỹ thời gian còn lại là không nhiều. Đội tuyển Việt Nam tập trung từ ngày mùng 6 tháng 11 nhưng phải đến ngày mai mùng 10 tháng 11 mới đủ quân số khi 8 cầu thủ của Hà Nội FC và Hải Phòng đã xong cúp châu Á. Trong khi ngày 13 tháng 11 đã lên đường sang Philippines và ngày 16 tháng 11 thì ra sân. Ngay sau đó đội tuyển Việt Nam sẽ về nước để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Iraq trên sân Mỹ Đình vào ngày 21 tháng 11. Đến tận ngày 21 tháng 3 năm 2024, đội tuyển Việt Nam mới thi đấu trận đấu còn lại của lượt đi bảng F với chuyến làm khách tại Indonesia. Trong danh sách tuyển thủ Việt Nam kỳ này, ông Chu Dê triệu tập 12 cái tên chơi ở vị trí hậu vệ, trong đó có 5 cầu thủ kỳ cựu từng nhiều năm khoác áo tuyển quốc gia như Vũ Văn Thanh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình. Thế nhưng lúc này huấn luyện viên Chu Dê vẫn đang đau đầu với bài toán nhân sự khi nhiều cầu thủ trụ cột không thể hội quân vì chấn thương bên cạnh đó phong độ không tốt của các cầu thủ cũng là một vấn đề nan giải không kém với nhà cầm quân người pháp chấn thương bất ngờ của duy mạnh ngay trước ngày tập trung đã đưa đến quyết định triệu tập bổ sung trung vệ kỳ cựu bùi tiến dũng vào danh sách đội tuyển việt nam của huấn luyện viên trưởng philip jose hàng thủ với sự chuẩn bị của huấn luyện viên philip jose trong vòng hơn nửa năm qua buộc phải xáo trộn ít nhiều bộ ba trung vệ ưng ý nhất của ông jose đã thiếu mất một người còn trụ cột khác là Quế Ngọc Hải thì vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Nếu chạy đua tốt với thời gian để phục hồi, trung vệ này có thể ra sân ở trận Philippines vào ngày 16 tháng 11 tới. Dù vậy, mọi cơ hội cũng như nguy cơ vẫn còn phải được kiểm chứng bằng những buổi tập, kiểm tra y tế, đánh giá của bác sĩ thì mới có thể kết luận về khả năng ra sân của Ngọc Hải ở trận đấu tới. Bởi vậy, sự góp mặt trở lại của Bùi Tiến Dũng được đánh giá sẽ giúp ông Chu Dê có thêm phương án để lựa chọn. Trong bối cảnh hàng phòng ngự của đội tuyển đang chịu tổn thất về lực lượng, trước đó một hậu vệ có chuyên môn giỏi khác là Văn Hậu cũng không thể góp mặt. Do đã biết trước nên huấn luyện viên Chu Dê đã không ghi tên cầu thủ của Công an Hà Nội vào đợt tập trung lần này. Theo chẩn đoán, Văn Hậu cần ít nhất từ 3 đến 6 tháng để dưỡng thương. Huấn luyện viên Chu Dê xây dựng sơ đồ 3-4-3 thiên về tấn công. Ông ưu tiên các hậu vệ có khả năng kiểm soát bóng và phát động tấn công từ phần sân nhà. Với triết lý này thì Bùi Hoàng Việt Anh, Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Thanh Bình đang là những ứng viên hàng đầu cho một suất chính thức nơi hàng thủ tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á sắp tới. Bên cạnh nỗi lo hàng thủ, huấn luyện viên Chu Dê cũng sẽ phải tìm lời giải đáp cho hàng công. Tuyển Việt Nam khép lại chuỗi 3 trận giao hữu FIFA Days trong tháng 10 mà không ghi được bàn thắng nào. Đây rõ ràng là thống kê gây thất vọng với những ai yêu mến tuyển Việt Nam. Điều này cho thấy khả năng dứt điểm được xem là vấn đề lớn của đội tuyển. Ở lần tập trung này, huấn luyện viên Chu Dê đã cho gọi 7 tiền đạo gồm có Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Tiến Linh và Bùi Vĩ Hào. Nhưng nỗi lo thì vẫn đang rất lớn, bởi theo thống kê, cả 7 cái tên trên đều chưa có bàn thắng nào ở V-League hay giải hạng nhất. Nhiều nỗi lo đã xuất hiện nhưng quyết tâm có chiến thắng ở trận gia quân trước chủ nhà Philippines đang rất cao nơi tuyển Việt Nam. Bùi Hoàng Việt Anh cho biết, Chúng tôi đã trải qua quãng thời gian dài tập luyện cùng nhau và không có trở ngại nào đáng kể. Trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup, chúng tôi đã được thi đấu với các đối thủ trình độ từ thấp đến cao. Cũng có khó khăn ở những trận đấu vừa qua, nhưng bù lại chúng tôi đã học hỏi được nhiều điều khi được cọ sát với ba đội tuyển mạnh. Nhìn chung toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt khi bước vào trận đấu chính thức ở vòng loại World Cup. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân tại bảng F trên sân của đội tuyển Philippines. Đội chủ nhà đã lựa chọn sân thi đấu sân cỏ nhân tạo để tiếp đón tuyển Việt Nam. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ có 4 ngày tập luyện trước khi rút gọn lại danh sách xuống còn 28 cầu thủ và di chuyển sang Philippines vào sáng 13 tháng 11. Dự kiến đội tuyển sẽ có thêm 3 buổi tập nữa tại Philippines trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ cho trận đấu với đội chủ nhà diễn ra vào ngày 16 tháng 11.